sau các bạn. Hai bên là hai con chó các bạn. Đó, hai con sư tử. Nhà người Nam là hay như vậy các bạn. Này con. Đó. Nhà nào cũng vậy các bạn. Đấy. Thưa các bạn, đây là cái nhà mới. Nhà mới xây. Mới xây mà cũng để một cái hàng hiên ở đằng trước các bạn. Ôi, đẹp quá. Đó. Đi vào cái đường, khám phá đường này xem như thế nào nha các bạn nha. Có sóc mong các bạn thông cảm nha. Lâu lâu có người các bạn. Bên đây trồng cỏ cho bò chắc. Quang cảnh làng quê các bạn. Đó, nhà kia là nhà mới xây. Cũng vẫn có một cái hàng hiên ở xung quanh các bạn. Vào theo đường này. Ô, có chú cún đẹp quá. Ui, nhà này nuôi nắm cún to thế. Ôi, bị chó đuổi các bạn. Ghê quá, tai nạn nghề nghiệp. Chó đuổi. Đấy, cảnh đẹp chưa? Ôi giời ơi, đi vào đây. Nhà nuôi thì nắm chó 3-4 con săn đuổi mình. Một tai nạn nghề nghiệp. Đây không trồng lúa nữa mà để nuôi bò các bạn. Quá trời bò luôn. Ruộng lúa nương rau. Đó. Phía trước các bạn nhìn thấy một cái nhà mới xây nha. Vẫn có một hàng hiên ở đằng trước các bạn. Đó là một cái nét đẹp đặc trưng của người Nam các bạn nha. Vừa làm như vậy thì nhà nó mát, nó thoáng, nó mát hơn. Có hàng hiên đằng trước đây. Vừa nhà nó thoáng, nó mát hơn. Đây như thế này các bạn. Đó. Nhà nào cũng vậy các bạn. Đấy giờ đi vào đây sốc quá. Bên kia vậy các bạn nhỉ. Đây, còn cái nhà nét đẹp xưa đây các bạn. Đấy. Nhà cũ nhưng mà này làm cửa sắt này. Có một cái hàng hiên như vậy. Dù rằng nhà xây mới hay xây cũ đều có một cái hàng hiên ở đằng trước. Cứ có cái hiên ở đằng trước nhà quan. Đấy là nét đặc trưng của người Nam Bộ. Đây thấy trồng cỏ. Bên đây có bác này cấy cái này chắc bỏ rồi cho bò ăn này. Khô quá. Đây là một căn nhà nữa các bạn. Đó, nét đặc trưng thấy không. Đi vào khu vực này thì còn thấy các bạn. Đi khu vực khác là không còn hiếm nữa.
đâu đây? Và đi vào đường này sóc quá các bạn, đường đá sóc quá. Ở bên này hai nữa là ở người Nam á, là mộ là cứ đất nhà ai người trông chôn, chứ không như người Bắc. Ở đây một nét nhà xưa đẹp tuyệt vời các bạn ơi. Bụi tre, bụi tre trước nhà các bạn. Đó, nét nhà xưa đấy, nhà người Nam ngày xưa đấy các bạn. Có một cái hàng yên, bụi tre đẹp quá trời luôn các bạn. Không trúc này là tre trúc, mà gà này nuôi gà nai rồi. Mình thấy gà chân dài lắm, cao lắm, không phải gà ta đâu, gà di ngày xưa đâu. Đó. Không phải gà ngày xưa, gà ta ngày xưa đâu, gà này chân cao lắm. Đây là căn nhà đặc trưng của người Nam Bộ các bạn. Ồ, phía trước mình thấy mấy chị đang hái hổ qua. Đây người dân trồng hổ qua đang thu hoạch hổ qua. Mấy chị hái gì đấy? Hái hổ qua hả? Đấy hổ qua đấy các bạn này, người dân trồng hổ qua trái quá trời luôn. Đây là cây đấy, cây ấy chứ, xả chứ. Em tưởng đã hái củ qua. Dạ rồi, em cảm ơn. Đi khám phá làng quê Việt Nam. Khu này một số người dân trồng rau các bạn, trồng rau ở nhà kính hết, căng ly lông cho đỡ sâu bọ. Đường này chắc đang mới đang ủi, chưa tráng nhựa. Sốc quá. Chụp cảnh này. Đang chuẩn bị làm cái túi à. Rồi. Đây là cái cổng này.
quê Việt Nam tuyệt đẹp. Lăn đây quá, lăn đời quá đây, có lăn lăn cái gì đấy. Chiếu biết. Đi nó khám phá nó đỡ vất vả, đường đi vất vả lắm, đẹp quá trời rồi. Cây xoài vú sữa được các bạn. Đó, các bạn thấy hai bên là hai con chó các bạn, đó, hai con sư tử. Nhà người Nam là hay như vậy các bạn. Trồng cỏ bò. Ra này đi đây thì nó không khí nó mát mẻ. Đẹp ghê. Cảnh làng quê đẹp ghê. Chia sẻ tới gửi tới tất cả các bạn, mong các bạn hãy đồng hành cùng Thành và đừng tiếc cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để Thành làm động lực Thành sẽ làm clip sau nha các bạn nha. Đây là hoàn toàn miễn phí, không có mất tiền. Mong các bạn hãy có một lần like, lần chia sẻ, một lần đăng ký là lần động viên cho Thành làm những clip sau các bạn. Một lần like, lần chia sẻ của các bạn Thành rất vui. Đó cũng là một cái động lực để động viên Thành đi đến tất cả các vùng quê chuối để chia sẻ cho các bạn là biết được là cuộc sống của người dân Việt Nam của các vùng miền khác nhau, giống như là cái đặc trưng của người Nam là nhà này cứ có một cái hiên ở đằng trước đấy các bạn. Đó cũng là một cái nét văn hóa đặc trưng Thành chia sẻ gửi tới tất cả các bạn. Mè vừa xuống mè nên lá quá trời, nên trồi quá trời luôn, nên mình có thể bị am. Đường làng quanh co hiểu các bạn. Giáp với khu công nghiệp. Đây là ấp Tràm Lạc, vẫn là ấp Tràng Lạc, nhưng mà sang xã Mỹ Hạnh Bắc rồi các bạn. Đây là mình đi ở bên Mỹ Hạnh Nam, bây giờ đi sang bên Mỹ Hạnh Bắc rồi các bạn. Cảnh nhà dân bò
toàn đèn chống luôn các bạn nhé. Bên đây có ít giờ hầu như là không trồng lúa, mình đi từ bấy giờ không thấy có trồng lúa nha các bạn. Cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, to cả xoài, nhà nào cũng có một cây xoài các bạn. Quanh co cua đẹp chưa? Hai con bò này. Tre các bạn. Cua đi vùng quê thì có cảnh tre làng, những lũy tre làng. Áo các bạn ơi. Cua tay áo. Wow. Nét đẹp ở làng quê là đường nó như vậy đấy các bạn. Quanh co khúc khuỷu ấy. Ở đây có công ty xí nghiệp. Đi
còn những cái đường hẹp nhỏ, những cái đường làng quê như thế này thì may mới có những còn lại những căn nhà ngày xưa các bạn. Nét quê nó còn có một chút nét quê. Đây là nhà trọ quá trời luôn. Quá trời nhà trọ các bạn. Đây ảnh nữa nó khu khu công nghiệp, nhà trọ xây nhà trọ quá trời.
dân buôn bán thôi, còn muốn cảnh đẹp mà bình yên thì phải đi vào trong các ngõ hẻm nhỏ các bạn. Các bạn đây mình thấy có cái nhà cũ rồi các bạn, đây nó là nhà chắc nhà này lâu đời lắm rồi, nhà này từ vài chục năm rồi các bạn. Mặt tiền đường chính nhưng mà vẫn còn giữ lại được một cái căn nhà này tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nét đẹp xưa của người Nam Bộ đấy các bạn. Đấy, xung quanh đều là yên hết.